Như vậy, GAM Esports đã chính thức chấm dứt hành trình của mình tại MSI 2024. Với riêng cộng đồng Liên minh Việt, điều này hoàn toàn có thể đoán trước. GAM đến với MSI năm nay trong sự lo lắng, hoài nghi của chính khán giả khu vực lẫn thế giới. Đội hình họ mang đến cũng rất chấp vá và có thể nói là yếu bậc nhất trong lịch sử của chính đội. Chưa kể, bản thân các tuyển thủ được chọn cũng không có kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Và trước khi được đưa vào đội hình chính của GAM, hai vị trí chủ lực là đường dựa Emo hay xạ thủ EasyLove. Một người là dự bị thường xuyên, người còn lại thuộc đội ở đáy bảng xếp hạng. Đợt lính lao vào và bên phía của GAM cũng dừng lại trong việc là tấn công. Họ lùi về một nhịp và chờ cho đợt lính tiếp theo tràn lên. Nhưng nên nhớ quay lính to đường dưới này, nếu không phòng thủ thì sẽ bắt đi cái nhà lính. Nên là GAM cần phải tính toán, họ muốn end game với 5 thành viên. Dòng ngàn tuổi còn 29 giây nữa và nó bắt đầu được tích đến từ GAM có để đốt đối phương. Khi ai lao vào, người Levi cũng đang lao vào, họ muốn nhắm vào Tino. Tino không có tắt biến, anh ta bấm đồng hồ. Như vậy này thì Kassate của Robo quá yếu trước sức sát thương đến từ EasyLove. Và bây giờ GAM họ tấn công thẳng vào nhà chính đối phương. Và double kill dành cho EasyLove. Chắc... tỷ số là 1-0. Chắc chắn sẽ là end game dành cho bên phía của GAM với một ván lật kèo quá mãn nhãn. Một ván đầu thứ hai, chúng ta đã có gặp những khó khăn nhưng biểu thị của TK Nguyễn là quá rõ ràng. Và GAM lật kèo thành công và 1-0, một cặp đấu quá cảm xúc, một chiến thắng quá cảm xúc từ GAM. Và sau khi GAM rời MSI, khán giả bắt đầu đặt một số câu hỏi và đang được mang ra bàn tán rôm rả. Đó là liệu VSEP mùa hè 2024 sẽ đi về đâu? Các tuyển thủ nào sẽ chịu án phạt? Cùng XTV điểm qua một số điều chúng ta cần quan tâm nhé. Cái kết nào cho 32 cái tên dính đại án bán độ? Như đã đề cập rất nhiều trước đó, có tổng cộng 32 cái tên bị nghi bán độ và gần như là toàn bộ đội hình Rainbow Warriors. Trong đó, một số độ cũng mất đi phần lớn nhân sự quan trọng là Team Wells, Team Flux, Viking hay Team Secret. Họ chắc chắn đã bắt đầu tìm tuyển thủ thay thế và chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Team Wells thậm chí còn chấm dứt hợp đồng với BinJ và Glory. Dù đội đã mời được Optimus và Killer Queen trở lại ở playoff vừa rồi, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Tuy nhiên, ít nhất Team Wells còn có đội trẻ và nếu khó quá, có thể đưa một vài nhân tố trẻ lên thi đấu. Trong khi đó, các đội còn lại sẽ phải tìm gấp nhân sự thay thế. Một điều chắc chắn sẽ xảy ra chính là chất lượng chuyên môn của VSET bị giảm rất nhiều khi các tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm, khả năng cao không thể tiếp tục thi đấu. Mặc dù vậy, các án phạt có thể sẽ chuyên nghiệp hơn, đủ sức răn đe về hành vi bán độ. Mới đây, theo fanpage Việt Nam Esports Express, ban tổ chức VSET và Riot sẽ công bố kết quả điều tra cùng án phạt sau khi MSI 2024 kết thúc, dự kiến sau ngày 20 tháng 5. VSET hè 2024 có thể mở cửa nhà thi đấu. Cho ai chưa biết thì kế hoạch xây dựng nhà thi đấu mới thay cho GG Stadium đã được thông báo từ khi Riot chính thức tiếp quản VSET. Tuy nhiên, sau khi VSET hè 2023 kết thúc mà mọi thứ vẫn chỉ nằm ở kế hoạch và ảnh nhá hàng thì thực sự khán giả cũng bắt đầu hết kiên nhẫn. Trước đây, VSET được tổ chức ở GG Stadium. Tuy nhiên, theo thời gian, nhà thi đấu này dần xuống cấp và bản thân nó cũng không nằm ở một vị trí phù hợp để có thể mở rộng quy mô. Trong khi Liên minh Việt ngày càng phát triển, thì một nhà thi đấu cao cấp hơn, hợp quy chuẩn eSports thế giới là cần thiết. Chưa kể, sau thời gian dài dịch dã, khán giả cũng rất mong ngóng được tận mắt chứng kiến các tuyển thủ thi đấu, thay vì chỉ được xem qua màn hình máy tính, điện thoại hay các buổi viewing party. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người xem, mà ngay chính các tuyển thủ. Điển hình mới đây, trong phần chia sẻ sau trận thua Fnatic tại MSI, Levi thừa nhận Emo đã gặp một số vấn đề tâm lý khi phải thi đấu trên một sân khấu có khán giả vô cùng đông đúc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu và hợp lý khi Emo là một tuyển thủ trẻ. Nhưng đáng nói, chính VSET cũng không có đông khán giả đến thế, nếu không muốn nói là xuyên suốt nhiều mùa kể từ đại dịch, đã không còn hình bóng khán giả trong các trận đấu. Đa phần cộng đồng chỉ có thể xem qua viewing party, còn tuyển thủ phải thi đấu ở nhà thi đấu vắng vẻ và yên tĩnh hơn hẳn. Trường hợp của Emo có thể chính là trường hợp của nhiều đàn anh của tuyển thủ này, như Kati hay Style. Thời điểm Kati cùng Flux thống trị Liên minh Việt rồi chuyển sang GAM cũng là giai đoạn VSET bắt đầu không còn khán giả đến xem trực tiếp nữa. Cộng thêm áp lực từ thành tích và khán giả trên mạng xã hội,
việc Cathy tỏ rõ sự lo lắng và tâm lý là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Cộng đồng VSET đã chờ đợi một nhà thi đấu đàng hoàng, chỉn chu. Tuy nhiên hiện tại, mọi thứ vẫn chẳng tăm hơi, khiến mọi người càng thêm sốt ruột. Trong khi đó, những hình ảnh về giải PSET hay CBLOL với độ hoành tráng và cuồng nhiệt khiến ta không khỏi chạnh lòng. Bên cạnh việc xử lý dàn xếp tỷ số, có lẽ Riot và ban tổ chức thực sự cần có những động thái rốt ráo trong vấn đề nhà thi đấu, không chỉ để các tuyển thủ làm quen lại với không khí cuồng nhiệt của các trận đấu chuyên nghiệp thực thụ, mà còn để cộng đồng VSET trở lại với những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ. Liệu Sọp có tiếp tục thi đấu? Thực sự, hiện tại không còn nhiều lý do để Sọp trở lại thi đấu VSET. Câu đầu tiên ta cần trả lời chính là Sọp sẽ đi đường nào. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ đi rừng nữa vì team đã có rừng. Vị trí hỗ trợ với Shogun sao? Sẽ không hợp vì Sọp có đủ khả năng để gánh team thay vì đi hỗ trợ rồi nhận thất bại. Việc Sọp vừa phải hướng dẫn, vừa phải thi đấu với các tuyển thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm cũng là điều mà một lão tướng như anh không mong muốn chút nào. Điều đó được bộc lộ rõ sau trận chung kết. Sọp đã chia sẻ rằng, cho nghỉ ngơi mọi người ơi. 10 năm thi đấu có lẽ là quá đủ với Sọp và sự mệt mỏi là điều chúng ta có thể phần nào cảm nhận được khi Sọp trở lại tập luyện và thi đấu. Việc tiếp tục làm huấn luyện viên kiêm quản lý đội có lẽ sẽ phù hợp hơn với anh. Nhưng cũng không thể bỏ qua hứng thú của một con người. Biết đâu vào một ngày đẹp trời, Sọp sẽ lại muốn cầm chuột, cắm bàn phím trở lại thì sao? Nhưng có lẽ điều đó rất khó xảy ra. Có thể nói, kết quả điều tra cuối cùng của ban tổ chức VSET và Riot sẽ thay đổi nền Liên minh Việt mãi mãi. Nhưng dù thế nào, khán giả cũng phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã này. Chỉ có vậy mới giúp eSports Việt phát triển một cách lành mạnh. Vậy theo bạn, điều gì đang chờ đón chúng ta ở VSET mùa hè năm nay? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!